các nhà lãnh đạo nhóm G7 hôm 19 tháng 5 đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới với Nga, cho biết họ sẽ đặt ra các hạn chế xuất khẩu nhằm vào các mặt hàng quan trọng với Nga trên chiến trường. Theo hãng tin AFP, các biện pháp được công bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra ở Hiroshima, Nhật Bản. G7 cho biết sẽ tiến tới hạn chế hơn nữa sự tiếp cận của Nga với nền kinh tế các nước này. Theo đó, G7 sẽ hạn chế xuất khẩu các mặt hàng quan trọng đối với Nga trên chiến trường, bao gồm các công nghệ, thiết bị công nghiệp và dịch vụ có khả năng hỗ trợ cho các hành động quân sự của nước này. Đồng thời, họ đưa ra các biện pháp hạn chế nhằm vào các thực thể đang né tránh lệnh trừng phạt hiện có, bao gồm cả các thực thể bị cáo buộc chuyển vật liệu ra mặt trận cho Moscow. Truyền thông phương Tây cho rằng động thái này được đưa ra sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu EU đều công bố những nỗ lực mới nhằm trừng phạt Nga. Ngày 19 tháng 5, Mỹ cho biết 70 thực thể từ Nga và một số quốc gia khác sẽ bị đưa vào danh sách đen của nước này. Theo hãng tin AFP, London nhắm vào nền kinh tế kim cương trị giá 4-5 tỷ đô la Mỹ của Nga, tuyên bố cấm nhập khẩu đá quý, đồng, nhôm và nickel. Kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân đến Ukraine, EU đã thông qua 10 vòng trừng phạt nhắm vào Nga. Các động thái này nhằm gây áp lực kinh tế lên Nga, với mục đích gây khó khăn cho Moscow trong việc huy động tài chính cho cuộc xung đột ở Ukraine. Hôm 10 tháng 5, EU cũng bắt đầu thảo luận gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, trong đó xem xét bổ sung cơ chế cắt giảm xuất khẩu sang các nước thứ ba và bổ sung vào danh sách đen hàng chục công ty. Trước đó vào hôm 7 tháng 5, tờ Financial Times đưa tin Ủy ban châu Âu EC đề xuất các biện pháp trừng phạt với 7 công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán thiết bị có thể làm vũ khí cho Nga. Tất cả các biện pháp trừng phạt mới của EU cần nhận được sự phê chuẩn của toàn bộ 27 nước thành viên trước khi có hiệu lực.